Đây là cây của trên xe này, chắc của anh Dũng Hoàng này. Lần này chở mấy cây phôi nhỏ nhỏ đi. Đấy, rất béo là ngày xưa là. Các bác nhìn cái Nam Điền nó nuôi toàn phân rồi. Nguyên một cái thân mà như cái cổ tay lên nó cắt ngang này. Đấy, xong bây giờ nó biến ra như này, nó chảy này. Đấy, đi sang người ta quý Nam Điền rồi đấy. Chảy. Tất nhiên là xanh quê nó cũng có một số dòng nó rất là khỏe nhưng mà nó ít thôi. Ít thôi. Điền khủng khiếp. Đấy. Đấy. Cứ chảy xi cái thôi, chảy xi cái này thôi. Chảy xi quả này này. Quả của nó này, dụng rồi này. Nó mang kéo. Quả ngươm. Nói chung là nuôi những đồ này sau rất là đẹp. Có đồ là cây này nó hơi bé quá. Hơi bé quá. Hơi bé quá mà ví dụ nó dính được ở chỗ này rồi thì ổn, thì khá là ổn. Nó sắp dính rồi. Đấy, cũng là một cây dành cho thợ nuôi rất là hay. Cái này thì bóng dáng hòm hòm nhưng mà cái thân của nó thì thân bệ của nó thì nó đã hơi cũng hơi hơi béo ấy, hơi hơi kiểu như thoát vừa mới thoát khỏi công nghiệp thôi, cảm giác vậy. Không dám chia nhiều. Cây này bóng dáng rất là đẹp. Biết anh ấy bán bao nhiêu không ấy? Anh à, cây đẹp quá. Dạo này nhiều cây mini anh nhỉ? Anh có mấy cái nhỏ đấy, xem có... Đấy, ví dụ cây này bao nhiêu tiền anh? Cho anh em biết. Từ 5 triệu. 1 triệu. Còn người khác thì... Khác à? Đang... Không, đang báo cho anh em biết đấy. 6 triệu. 6 triệu, đấy. Đang quay phim mà. Còn cây này anh? Cái luôn luôn đấy, em thấy. Cũng thế à? Cái trong này thì sao? Trong này thì 4 triệu. À. Đấy, xị xị này. Chảy xị này. Đấy, về cô ngắn được rồi. Về cô ngắn được rồi. Đấy. Cái đấy của anh Hùng à? Sau cây này đây, rất tự nhiên, thiên nhiên, tay cành rất thấp, chốt lắc cổ đẹp. Chỉ có phần thân của nó một số cái điểm nó là thân bệ, một số cái điểm nó hơi béo thì đang xử lý được rồi. Biến ra nó chảy ra thì được. Cứ chảy xị như nhỉ. 12 phân đường kính thân 10 phân. Cái này về mới là thu ngắn bệ được chưa anh? Rồi chứ nhỉ. Giờ thu ngắn bệ được rồi, là cô vào chậu rồi. Tổng thể cả từ mặt đất lên cao 12 phân. Đấy. Cốt phân 10 phân. Đấy. Đồ tín đồ mini là nhào vô. Cái này đâu cần đây không ạ? À đây anh Hùng mang cả cây đấy đi nhỉ. Mấy cái phôi này bắt được, nuôi được.
này thì bao nhiêu rồi anh Hùng? 4 triệu rưỡi. Hôm trước cái con quê đã lên đường rồi. Hả? Hôm trước con quê mang đây đã lên đường. Quê cho lên trần rồi. Vâng, nó nuôi được. Dạ. Đấy. Quê của Hùng. Đồ này thì nhìn thì ngại quá nhỉ. Đấy, bên này cũng có bóng làng đây này. Làm nồi thịt chó vừa ngồi vặt cái lá là được. Không. Mười mười đấy. Chiều vào nhà chơi. Vâng, nếu chiều em về sớm. Ngoài thấy dư trước thấy live stream đẹp lắm. Lên sợ không về được lại, sợ lâm vào cảnh nợ nần lắm. Lên là dễ dính nợ nần lắm. Lên quay đi. Ok. À, sạch sạch rồi gì? Được. Lại nhiều quá. Nó ít ít thì phải dễ. Nhiều vườn nhiều. Ok. Quay qua cuối thế nào được? Đẹp quá nhỉ. Ngày tương lai quá thì vẫn là đẹp. Thế quá nhỉ. Bao tiền này? 1,5 triệu. Quá hợp lý. Đấy, ai mua kèm theo một bữa nhậu luôn. Khuyến mại bữa nhậu. Anh em nó vui là chính. Đấy, cây điền rất hay đấy. Tuyệt vời đấy. Hai cây hả anh? Đấy, cây này thì bao nhiêu? Cũng 5 à? Con này thì cao cấp hơn à? Thì ít tiền hơn. Ít tiền hơn. Đạt bao nhiêu? 4,5 triệu. Đấy, chứng tỏ là cây to nhất thì lại rẻ nhất. 4,5 triệu. Toàn là điền xịn đấy. Toàn điền xịn. Okay. Ông Ngạn ơi. Chú à, cây đằng kia bao tiền đấy? Vừa nãy quên, cứ tưởng quầy của anh Trương hỏi. Cái giá tầm gì nữa à? Đúng chẳng mà chỉ khúc nhỉ? Chỉ cây khúc với tên này. Khúc nhiều lắm. Nó 7 triệu. 7 triệu rưỡi thì 7 triệu rưỡi mới bán thì cái cây 5 năm thì 5 năm có like rồi. Đấy, nó này về người làng sang về thương mại được đồ này. Cái này là dành cho thợ rồi, cái này hòm hòm thì ok. Cái này lên chậu cái khác. Cái này dành cho thợ. Này, anh Nhạc đây. Đây này, bây giờ này. Cái gu này này. Thế này. Thế chứ này. Thế này. Bây giờ nó lại. Anh ơi, trông này, anh sờ vào đấy mấy triệu đây. Đấy. Anh có một con xin đúng to như này, đường như này. Hai tầng mặt rồi, mình cứ bán.
thi à, mới về à? Mới về à? Ô như thế này, thấp như thế này, hai cái mỏng đủ rồi. Ừ, chỉ có chơi thôi. Thế thì chiều lại về về ông cái chơi đi. Để lá đỏ để ở bên vườn hay là bên nhà? Ở vườn. Thế là mình ngay kia đúng thế này nhá. Có sẹo trên gì không? Sẹo trên như thế này, có dính thế này mà. Cũng sẹo thế này mà nhưng mà đủ cái canh rồi. Đây, hai tay bằng này rồi. Và ngọn nó bằng đũa rồi, gặp chưa? Chú Hải đại tá vừa rồi thấy lấy được cái chi đẹp hết. Đấy, đôi là đắt đấy. Đấy, bảo đang vào 6 triệu đấy. Đấy, thấy chưa? Hay. 6 triệu. Đi con này điểm đấy chứ à? Đấy, con đấy thì hòm hòm thôi, bóng dáng thôi. Con phải chờ đợi mấy lên chậu là ok. Cái này của Hùng. Dũng, Dũng. Ok. Đấy. Giờ cứ thích thích là nhiều người để ý mà là giá là cao rồi, mua về thương mại khó, đi chơi thì vô cùng.